Các bạn thân mến, hôm nay tôi cùng tất cả các bạn sẽ tìm hiểu thêm một chủ đề của người Chăm nữa. Chúng ta tìm hiểu về một cái vị vua cực kỳ nổi tiếng của người Chăm, đó là vị vua Boklongarai. Đây là một vị vua được người Chăm người ta vô cùng sùng bái và tín ngưỡng. Và hiện nay tháp Boklongarai nằm trên khu vực đồi trầu ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Cái tháp Boklongarai này, tháp rất là đẹp. Đây có thể nói là một trong những cái công trình kiến trúc Chăm ở khu vực Ninh Thuận còn sót lại và đẹp nhất các bạn nha. Ai nói về cái vị vua Boklongarai, rất nhiều nhà lịch sử nghiên cứu khoa học đã diễn ra một cái những cái diễn đàn cũng như là gây tranh cãi rất là nhiều về cái vị vua này các bạn. Đầu tiên vị vua này cái xuất thân nó đã gây ra một cái sự tranh cãi rồi. Theo sách theo các nhà nghiên cứu đó, vị vua Boklongarai lên ngôi vua từ năm 1151, mất năm 1205. Đã như vậy là ngồi trên một cái vị vua, trên ngôi vua rất là dài các bạn. Tên Boklongarai là tên của người Chăm đặt. Còn khi mà lên ngôi thì ông ta sử dụng một cái tên khác. Thì hiện nay các nhà khoa học người ta đã tìm hiểu các vị vua của người Chăm, cũng giống như là đối chiếu lại trong cái những cái cuốn lịch sử viết về người Chăm. Thì chỉ có một cái vị vua mà tương ứng với vị vua Boklongarai trong thời bấy giờ, nhưng mà về cái thời gian lên ngôi cũng như là cái người cái thời gian mất nó hoàn toàn không trùng khớp với nhau. Nói về vị vua mà được lấy cái lấy tên theo tiếng Phạn đó là Indravarman, đầy đủ là Chara Indravarman thứ tư. Thì vị vua này cũng chỉ bắt đầu lên ngôi từ năm 1167 và mất năm 1192. Với những cái số liệu này thì hiện nay các nhà khoa học cũng đang gây tranh cãi rất là nhiều. Có phải vua Boklongarai là vị vua Chara Indravarman 4 hay là một cái vị vua nào khác? Theo riêng bản thân tôi đã truy cập tất cả những cái dữ liệu nói về người Chăm cũng như là sách vở viết về các đời vua chúa của Chăm trong cái thời kỳ này, thì tôi cũng chung quan điểm với tất cả nhà khoa học hiện nay, đó là cái vị vua Boklongarai có thể, tôi xin phép sử dụng cái từ là có thể đó là vị vua Chara Indravarman 4, thì chỉ có cái vị vua này là phù hợp nhất trong cái giai đoạn này mà thôi. Chứ còn lại là lịch sử của Champa rất là ít viết về cái vị vua ở Boklongarai, mà chủ yếu nói nhiều về cái vị vua là Indravarman 4, vì cái vị vua này cực kỳ nổi tiếng trong lịch sử của Champa. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vị vua này, vị vua Boklongarai này, về cái xuất thân như thế nào. Thì đây là một trong những cái vị vua mà được hóa thần, cũng giống như là vị vua ở Borome đó, như hôm bữa chúng ta đã tìm hiểu rồi. Thì đây cũng là một cái vị vua được hóa thần. Xuất thân của vị vua này cũng là một điều vô cùng huyền bí. Truyền thuyết kể lại rằng ở làng Chalin, ở một cái làng Latin là ngay cái khu vực làng dệt mỹ nghiệp ngày nay đó các bạn. Ở đây có hai vợ chồng lớn tuổi rồi nhưng mà không có sinh được con. Một hôm hai vợ chồng đi ra biển mò cua bắt ốc thì vô tình thấy được một đứa bé bị bỏ rơi, một bé gái bị bỏ rơi. Thì ông bà mới mang đứa bé về, coi như là hai ông bà rất là mừng vui, thì mang đứa bé này về nuôi. Thì đứa bé này rất là xinh, ở trong dân làng ai cũng thương yêu cô bé này. Cô bé này càng lớn lên càng sắc sảo, càng đẹp. Cô ta tên là Karit. Khi lớn lên đó cô cực kỳ đẹp, được mọi người thương yêu cũng như là những cái chàng trai trong làng để ý. Thì một hôm nàng Karit này cùng với cha đi lên rừng để đốn củi. Trời rất là nóng và nắng, cái lượng nước mà mang theo để đi đốn củi trong rừng nó cũng đã cạn, nó cũng đã hết rồi. Thì Karit nói với cha, cho con đi kiếm nước. Thì nàng Karit đi rồng ra vòng trong rừng, không thấy có chỗ nào có nước hết, và đi cũng đã mệt mỏi rồi. Nàng gặp được một cái vũng nước thì nàng rất là mừng và đưa miệng xuống hớp một hớp nước. Thì rất là kỳ lạ, nàng uống tới đâu thì nước nó lại chảy ra tới đó, nó chảy ra rất là nhiều. Và nàng Karit mới gọi cha để tới để uống nước cùng với Karit. Thì nhưng mà cha lại tới thì cái dòng nước nó lại biến mất, không còn nước nữa. Thì ít lâu sau khi nàng Karit trở về nhà thì nàng lại có mang bầu, có mang thai và sinh ra được một đứa bé trai. Và cái đứa bé này sinh ra đời thì
không đẹp một tí nào luôn. Mình mẩy toàn là lở ghẻ rồi bị phong cùi. Khi sinh ra một cái đứa bé mà không được đẹp đẽ vì vậy, cộng với cái những cái lời đàm tiếu của dân làng, cho nên là nàng Carib đã bỏ đi, từ không một lời từ biệt với cha mẹ của mình. Thì do ông bà lớn tuổi thấy đứa bé cũng tội nghiệp, đã sinh ra không cha, rồi bây giờ mẹ cũng đã bỏ đi, ông bà đã cưu mang đứa bé này và đặt tên cho nó tên là Chatho. Chatho lớn lên nhờ sự yêu thương của ông bà, bởi vì thân mình ghẻ lở rồi bị phong cùi, cho nên là bị tất cả các bạn bè cũng giống như là những cái người trong thôn trong xóm hất hủi, không có chơi cùng, cho nên là cái cuộc sống của Chatho cũng không có được suôn sẻ bao lâu. Thì ông bà cũng lớn tuổi và mất đi. Đến năm 7 tuổi thì Chatho đi chăn bò cho những cái người giàu có ở trong làng. Do mãi chơi thì do bị mất hết một con bò, thì Chatho mới leo lên cái cây cao để coi con bò của mình nằm ở đâu. Phát hiện là cái con bò của mình đang bị một cái nhà giàu nhốt ở phía sau. Chatho rất là mừng, mới tuột khỏi xuống khỏi cái cây. Cái cây Chatho vừa leo đó, nó hóa thành một cái con rồng đó đang nhìn chăm chú Chatho, có vẻ là kính cẩn, thì làm cho Chatho phải nói rất là ngạc nhiên. Rồi sau đó Chatho bỏ đi, đi đến cái nhà giàu đang giữ cái con bò của mình thất lạc đó. Khi mà Chatho đến cái nhà giàu đó thì mới biết đây là nhà của vị sư cả chiêm tinh. Đấy, khi mà Chatho đến chào hỏi rồi xin lại con bò của mình đã bị thất lạc, do người ở trong nhà cũng giống là những cái người hầu đó thấy Chatho rất là dơ bẩn, cũng giống như là bị ghẻ lở, thành thử ra cả nhà gia đình trốn hết và mau trả cái con bò cho Chatho để Chatho đi về. Thì trong lúc Chatho vừa quay bước đi thì sư cả chiêm tinh mới báo cho cả nhà biết cái chàng trai này sau này chính là vị vua kế thừa của đất nước Champa này, và con gái của mình chính là con gái của vị sư cả này sẽ là hoàng hậu. Sau đó Chatho lớn lên và kết thân cùng với một cái người bạn tên là Bokalongchan. Lớn lên không có việc gì làm thì Chatho cùng với Bokalongchan đi buôn trầu. Một hôm Chatho đi buôn trầu, trên đường về mệt mỏi, nhức đầu, không có thể nào có thể là đi được nổi nữa. Bokalongchan mới chạy vội về nhà, nhanh về nhà, nhờ người hàng xóm để giúp đỡ, cũng giống như là đem nước rồi đem cơm đến để giúp đỡ cho Chatho, để cho Chatho tỉnh lại. Khi mà Bokalongchan quay trở lại để tìm bạn của mình thì có một cái sự vô cùng ngạc nhiên, cũng giống như là dân làng vô cùng ngạc nhiên, đó thấy là con rồng xuất hiện và con rồng đó quấn quanh và liếm quanh, liếm vô người của Chatho. Mà khi con rồng liếm tới đâu thì những cái vết lở, vết ghẻ, những cái vết cùi hủi đó sẽ lành tới đó. Và sau khi Chatho tỉnh lại thì Chatho trở thành một cái chàng trai vô cùng khôi ngô tướng tú, rất là mạnh khỏe. Và trong làng thì cái vị sư cả chiêm tinh đó mới gả con gái của mình cho cái cho chàng Chatho này. Cho nên một hôm vua của Champa, vua của nước Cham nằm mơ thấy là sắp tới sẽ có một cái chàng trai trẻ tuổi rất là giỏi sẽ lên cai trị quốc gia này. Ít lâu sau, năm 1167 thì vua Cham mất đi, thì đất nước bắt đầu loạn lạc. Ở trong triều đình có một cái con voi trắng, nó lồng lộng cứ nó sổng chuồng, nó đi chạy xuống cái vùng đất Banduranga này để làm gì thì không biết, nhưng mà tất cả các quần thần trong triều đình cứ chạy theo cái con voi nhưng mà chạy không có kịp. Thì con voi chạy đến cái vùng đất Banduranga này, chạy đến cái khu vực nhà ở của chàng Chatho. Thì tới đây thì con voi nó quỳ gối xuống và cũng giống như là nghênh đón chàng Chatho về để đi làm vua. Chatho cũng chẳng biết được chuyện gì, thì tự nhiên con voi nó quấn chàng Chatho lên mình của nó và chạy thẳng về kinh thành Vajraya để lên ngôi vua. Do cái sự khỏe mạnh cũng giống như là khôi ngô tướng tú, cho nên là Chatho rất được lòng yêu quý của thần dân của đất nước Champa và tôn chàng trở thành vị vua tiếp theo của Champa. Chatho lên ngôi thì lấy cái tên là Bokalongarai. Trong cái giai đoạn này chỉ có mỗi một cái vị vua mà cũng tương xứng trong cái thời gian này, đó là vua Chandra Indravarman 4. Nói về lịch sử của đất nước Champa một chút xíu về cái giai đoạn này. Khoảng đầu thế kỷ thứ 12 thì đất nước Chân Lạp thường xuyên quấy nhiễu cái vùng đất Champa,
và họ có nhiều lần họ nhiều lần đánh qua cái vùng đất Vajraya, thậm chí là chiếm cái kinh thành Vajraya bên đất nước Chân Lạp. Vị vua Saravaman đã cho xây dựng một đền Angkor Wat, đền Angkor Wat. Sau đó là các vua chúa của Chân Lạp này say mê với những cái chiến thắng cũng như, giống như là ngắm cái đền Angkor Wat mình xây được, cho nên là quên trong chiến thắng. Cho nên là vị vua Hariwarman một đứng lên để giải phóng cái tộc người Champa, cũng giống như là kiểm soát là cái nước nước rộng lớn, có nhiều cái nội chiến, nhiều cái tộc người đứng lên nổi dậy, cho nên là vua Hariwarman đã đứng dậy giành được độc lập, cũng như là trùng tu, cũng giống như là sửa lại cái kinh đô Vajraya, hay còn gọi là kinh thành Đồ Bàn, cũng giống như là cái khu vực Tháp Chăm Ponagar đã bị nhiều lần đốt khóa. Thì đây là cái công lớn nhất trong cái thời này, đó là vị vua Hariwarman củng cố lại đất nước Champa trong cái giai đoạn này. Cho đến năm 1166 thì vua Hariwarman qua đời, cho đến sau đó là con của Hariwarman một lên nối ngôi năm 1167. Nhưng mà sau đó cái bị vua Hariwarman hai này thì bị cướp ngôi. Cái người cướp ngôi đó không ai khác, đó chính là cái vị mà chúng tôi vừa đề cập đến, đó là vị vua Chara Indrawarman. Do cái mối hận người Chân Lạp thường xuyên qua quấy nhiễu cũng như là đánh chiếm kinh thành Đồ Bàn, cho nên là Indrawarman khi mà lên ngôi thì ông ta bắt đầu có một cái ý định là tấn công vào đất nước Chân Lạp. Và một trong những cái việc làm đó đầu tiên đó là vua Indrawarman cho quân lính quấy nhiễu cái vùng biên giới của Đại Việt chúng ta với nước Chăm, cứ đánh phá liên tục, cướp bóc liên tục. Thì lúc bấy giờ nhà Lý của mình còn rất là mạnh và đem quân chống đỡ cũng như là triệt hạ những binh lính của người Chăm ở vùng việc quấy nhiễu biên giới. Chính vì việc đó cho nên là vua Chara Indrawarman IV không thể làm gì được Đại Việt, cho nên là Indrawarman hòa hẳn với Đại Việt của chúng ta và chấp nhận triều cống cho Đại Việt của chúng ta vào năm 1170. Sau khi hòa hẳn với Đại Việt của chúng ta rồi thì đất nước bắt đầu yên bình. Trong cái giai đoạn thái bình này thì Indrawarman sử dụng nhiều cái chính sách khác nhau để làm sao có thiệt là nhiều tiền của để chuẩn bị một cái cuộc chiến tranh mới. Đầu tiên thì ông Indrawarman IV này bắt đầu cho dân làm nông nghiệp, và ông ta chính là cái người mà hướng dẫn người dân đó dẫn thủy nhập đèn, đắp đập để làm nông nghiệp. Để làm gì? Để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh mới đó. Về nông nghiệp đã phát triển rồi, yên ổn về lương thực rồi, thì Indrawarman bắt đầu là cho những cái chiếc thuyền bắt đầu quấy nhiễu ở ngoài biển Đông. Những chiếc thuyền mà đi buôn ở khu vực Đại Việt chúng ta cũng giống như là ở Trung Quốc, mà buôn đi ngang ở Trung Hoa, đi buôn qua khu vực này cũng giống như là thuyền của phương Tây, là đều bị quân Chăm cướp bóc hết. Cướp bóc để làm gì? Cướp bóc để có được cái số tiền, số của để chuẩn bị mua khí giới, mua tất cả những cái phương tiện chiến tranh để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh với người Chân Lạp. Một hôm cái đám cướp biển của người Chăm mới bắt được một cái người đi buôn của người Hoa đi buôn qua cái vùng đất này. Thì sau đó là ông Indrawarman cho truyền cái người thương gia này đi vào trong triều. Thì cái người thương gia này mới nói là ở nước xứ của họ đó là có nhiều cái con ngựa, nó phù hợp cho cái việc tác chiến, nó nhanh hơn là voi. Chính vì cái điều này thôi thúc ông Indrawarman IV là bằng cách nào đó có đủ tiền để mua ngựa, để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh. Đấy, từ xưa, từ trước đó thì tất cả những cuộc chiến với Đại Việt của chúng ta cũng giống như là cái cuộc chiến đối với người Chân Lạp, thì đa số là người Chăm người ta sử dụng voi là chính chứ chưa có sử dụng ngựa. Thì từ đây ông Indrawarman IV suy nghĩ đến một cái kế hoạch, đó là sử dụng ngựa đánh nhanh thắng nhanh đối với người Chân Lạp. Thì ông cho người năm 1171 ông cho người đi qua cái vùng qua Trung Quốc để đi mua ngựa, nhưng mà vua nhà Tống lúc bấy giờ không cho bán ngựa, bởi vì cái tội của ông Indrawarman hay còn gọi là Bolongwarai, cái tội rất là lớn, đó là dám cướp những cái thuyền hàng, cũng giống như là thuyền hàng của người Trung Hoa đi buôn bán theo cái khu vực Biển Đông này sang các nước khu vực khác, cũng giống như là những cái thuyền buồm ở phía khu vực ở châu Âu đi ngang đây thì bị cướp mất. Cho nên thành thử ra vua nhà Tống rất là ghét về cái việc này, cho nên là không có bán một con ngựa nào hết, cho không có bán ngựa cho
người Chăm. Sau đó là người Chăm mới gây hấn với những cái người thương gia, những cái nơi mà người ta, những cái trang trại ngựa của nhà Tống đó, thì cũng bắt ép người ta phải bán. Cho nên là đợt đầu tiên thì vua Bolongkarai hay còn gọi là Indrawarman đó chỉ mua được có số lượng ít thôi. Cho tới lần thứ hai, chính ông Indrawarman IV cho người sang tận Triều Cống, cho người đi Triều Cống sang nhà Tống, và lần tiếp theo này cũng hỏi mua ngựa nhưng mà nhà Tống lại không cho. Cho nên là cái kế hoạch mà đánh nhanh thắng nhanh của Indrawarman bị thất bại. Trong cái thời gian này thì ông Indrawarman cho những cái người lính của mình, cho thợ thuyền đóng rất là nhiều thuyền chiến để chuẩn bị một cái cuộc chiến bằng đường thủy. Đến năm 1177 thì ông vua Chara Indrawarman cho quân đánh theo con đường sông Mekong, đóng đánh lên cái dòng sông Telasop và chiếm được cái kinh thành của người Chân Lạp. Và khi mà chiếm được cái kinh thành của Chân Lạp như vậy đó, thì Indrawarman cho đốt cũng như là cướp tất cả những thứ gì mà quý báu nhất của cái vùng đất này, đi về kinh thành của mình. Chân Lạp lúc bấy giờ cũng đang là bị nội chiến, tranh giành quyền lực với nhau rất là nhiều, cho nên là không có ai chuẩn bị về cái mặt để chiến đấu hết. Còn quân Chăm Pa đã chuẩn bị trước đó cả gần 10 năm, kể cả ngựa, kể cả là thuyền bè. Cho nên là việc đánh qua cái dòng sông Telasop rồi chiếm được cái kinh thành của đế chế Khmer, đế chế Chân Lạp là hết sức là bình thường luôn các bạn. Thì sau đó là quân của Chăm Pa đã chiếm được cái kinh thành Yusohararapura. Thì hiện nay cái kinh thành này còn ở phía trước cái đền Bayon đó các bạn. Thì mà sau đó các bạn có đi Campuchia thì mình thấy cái đền này nhá. Thì quân Chăm Pa đã tràn vào và cướp được, và thậm chí là phá rất là nhiều, cho đốt phá cái đền Angkor Wat. Bởi vì lúc bấy giờ là đền Angkor Wat đã được cái vị vua trước đó là Surabura đã cho xây dựng cái đền Angkor Wat trong vòng 37 năm, rất là hoành tráng ở khu vực này. Nhưng mà sau đó là quân lính của người Chăm Pa đến đây là cướp bóc và tàn phá cái khu vực đế chế Angkor này. Quân Chăm, quân của vua Chara Indrawarman 4 chẳng những đánh chiếm vùng đất này mà còn thôn trị cái vùng đất này, cái vùng đất kinh đô Angkor này trong vòng 4 năm. Đến năm 1781 thì bị phản kích lại bởi một cái vị vua mà sau này người dân Chân Lạp hay còn gọi là người dân Campuchia ngày nay người ta tôn sùng, trở thành thần thánh cũng giống như vị vua Bolongkarai hay là Indrawarman của người Chăm như vậy. Đó là vị vua Chara Varman 7. Thì cái vị vua này là một trong vị vua rất là đặc biệt, có một cái thời gian rất là dài. Cái vị vua này sống cái vùng đất Prenakor. Cái vị vua này sống cái vùng đất Prenakor là cái vùng đất Sài Gòn ngày nay. Thì thông qua cái việc mà đánh vào, chiếm vào cái kinh đô của người Khmer, của người Chân Lạp đó, thì cái quân đội của Chăm, của Chăm, quân đội của Indrawarman có đi ngang cái vùng đất Prenakor này, có dừng chân và bắt rất là nhiều người Khmer. Thì trong đó, thì trong số những người Khmer đó có một cái vị mà tôi vừa chia sẻ và sau này là trở thành vua của đất nước Khmer, đó là vị vua Chara-varman 7. Khi bị bắt như vậy thì ông ta đã đến cái vùng đất Chăm Pa này và bị giam lỏng. Thì ông ta đã học được rất là nhiều cái cách tổ chức về đời sống xã hội, cũng giống như là cái kỹ thuật đóng thuyền rồi những cái kỹ thuật chiến đấu của người Chăm như thế nào. Rồi đến năm 1781 thì ông ta mới thống nhất được cùng với thủ lĩnh của người Khmer trước đó đã tan đàn xẻ nghén, cũng giống như là cái người Chăm, người ta bất mãn chế độ của ông Indrawarman 4. Sau đó là ông ta đứng dậy khởi nghĩa và đã thành công đuổi được những người Chăm của Indrawarman đi về nước. Vị vua Chara-varman của Khmer, người ta xây dựng lại, người ta khôi phục lại đất nước, người ta xây dựng lại đất nước. Và chính vị vua này cho xây dựng cái đền Bayon, cái đền hiện nay mà mình đi tham quan, đi Campuchia, đi Siem Reap đó, mình thấy cái đền Bayon mà đền bốn mặt đó là do cái vị vua này đây, Chara-varman 7 xây dựng nên cái đền tháp này. Và ông ta cũng là một trong những cái người mà xây nhiều đền tháp nhất của tất cả các vua chúa của người Khmer. Đấy, thì đây là cái vị vua mà cũng được xem là thần của người Khmer đó các bạn nhé. Cho đến năm 1190, ông vua Indrawarman Bolongkarai lại tiếp tục đánh một cái trận cực kỳ lớn nữa đi qua bên đất nước Khmer. Vị vua Chara Varman 7
đã đánh bại được lực lượng của vua Indravarman, chẳng những đánh tan được cái lực lượng của Indravarman 4 mà còn đánh tận kinh thành Đầu Bàng và bắt sống được vua Indravarman 4. Và rồi sau đó là mà một thời gian khi mà vị vua Chandravarman 4 bị giam cầm, tất cả những cái tộc người ở trong đất nước Champa người ta đứng dậy nổi loạn liên tục, làm cho vị vua Chandravarman 7 không thể nào mà khống chế được, cho nên là bắt buộc phải phải thả vị vua Indravarman 4 đi về nước để chấn chỉnh lại. Cho nên là trong một lần đánh với những cái bộ tộc ở trong cái đất nước của mình thì Chandravarman 4 đã bị thương và bị chết đi. Đấy, như vậy là vị vua Chandravarman của theo sách sử của người Champa hay còn gọi là Bolomarai này mất năm 1192 chứ không phải là 1205 như những gì mà chúng ta thấy là sách vở ghi. Chúng ta thấy là sau khi mà vua Bolongarai hay còn gọi là vị vua Indravarman 4 này mất đi thì được dân chúng người ta tôn thờ. Bởi vì sao tôn thờ? Bởi vì đây là một vị vua phải nói rất là gan dạ và rất là hay. Thứ nhất là muốn đánh được chân Lạp, đánh được đế chế Khmer là phải hòa hoãn ngay với Đại Việt của chúng ta. Vị vua này được rất nhiều người dân người ta tôn sùng bởi vì đã dạy dân cho người ta có được cái cách làm nông nghiệp là dẫn thủy nhập điền, cũng giống như là cái cuộc sống được tốt đẹp hơn. Và cũng là một cái vị vua mà dám đánh qua được tới tận Siem Reap, đánh trả thù cho những cái mối thù trước đó. Cho nên là được người dân người ta rất là tôn sùng. Và sau khi ông mất, là được rất nhiều người ta tín ngưỡng. Và sau này đến thế kỷ thứ 13, đến cuối thế kỷ thứ 13, đầu thế kỷ thứ 14, một cái vị vua cực kỳ hay nữa của người Champa, đó là vị vua Simhavarman. Simhavarman chính là vị vua chế mân, sau này là cưới Huyền Trân công chúa đó của nhà Trần đó, thì vị vua này mới cho xây dựng một cái đền rất là uy nga, rất là lớn, nằm ở khu vực Đồi Trầu để tưởng nhớ đến một cái vị vua, một cái vị anh hùng dân tộc. Không tự nhiên mà người dân người ta suy tôn ông nên lên làm vua, và không tự nhiên ông ta lấy cái tên là Indravarman. Trà ra có nghĩa trong tiếng trong tiếng Phạn có nghĩa là chiến thắng. Indra có nghĩa là một cái vị thần, trong một vị thần của người Ấn Độ. Indra là vị thần sấm sét đó thưa tất cả các bạn. Còn Varman có nghĩa là vua nha các bạn ha. Như vậy là chúng ta thấy là đây là một cái vị vua của người Khmer cả, cũng đã được phong thần, cũng giống như vị vua Borome có nghĩa là Rama đó, vị vua Rama trong truyền thuyết Ramayana đó các bạn. Thì cũng đây là cũng là một cái vị vua được phong thần. Thì đây là một cái vị vua phải nói là rất là lý thú trong lịch sử của Champa mà gây tranh cãi rất là nhiều đối với các nhà khoa học cũng như là nhà lịch sử nghiên cứu về cái vị vua này. Trong sách Champa thì người ta rõ ràng người ta ghi rằng có một cái vị vua tên là Bolongarai. Đó thì vua Bolongarai lên ngôi từ năm 1151 và mất năm 1205. Nhưng mà khi mà chúng tôi đối chiếu lại với sử sách cũng giống như các nhà nghiên cứu thì không có một cái vị vua nào mà làm vua từ cái giai đoạn này. Chỉ có một cái người duy nhất trong cái lịch phản lịch sử này, đó chính là vị vua Chandravarman 4. Thì tôi dám khẳng định rằng chắc có lẽ có một cái sự nhầm lẫn và hoặc là một cái sự đối chiếu nhầm lẫn đâu đó về cái việc mà vị vua Bolongarai cũng giống như là vị vua Indravarman 4 này. Xét cho cùng, chỉ có vị vua Indravarman 4 mới xứng đáng tất cả những cái gì mà ông ta làm, mới xứng đáng được người dân người ta tôn sùng trở thành thần như vậy. Chứ nếu mà một cái vị vua mà có một cái thời gian ngồi trên cái vị trí vua ngắn quá, không có làm được những cái điều gì cho dân chúng, chắc có lẽ là dân chúng không tôn sùng đến mức độ như vậy, thưa tất cả các bạn. Còn những cái vị vua sau đó từ năm 1192 trở đi thì bắt đầu đã rơi vào cái giai đoạn là khủng hoảng hoặc là loạn lạc. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý. Các bạn về tìm hiểu thêm về cái giai đoạn này các bạn ha, cái giai đoạn này cực kỳ thú vị luôn đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn.